Anh xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Thưa các bác, hôm nay chúng em giới thiệu với các bác một sản phẩm gọi là siêu phẩm, và hiện tại thì đang được rất là nhiều các bác săn đón. Thứ nhất là đây là một con đẩy công suất của Norinci. Đó, Norinci con này là đẩy nguồn xung các bác nhé. Đây là đẩy hai kênh, công suất là 600W trên một kênh. Đó. Và các bác có thể thấy là thiết kế về cái mặt bên ngoài này, chúng ta có thể thấy là họ làm toàn bộ bằng lưới hết đó, giúp cho cái cục đẩy công suất này nó lấy không khí mát từ bên ngoài vào rất là dễ dàng, đúng không ạ? Rất là rộng luôn đó, và bên sườn này thì cũng có luôn này đó, cái thanh tản nhiệt này. Đây, cái thanh tản nhiệt nó sẽ là người ta họ đã khoét những cái lỗ này thành cái lớp lưới để cho cái thanh tản nhiệt này nó có thể tản nhiệt rất là nhanh đó nhá. Đó, còn mặt sau là chúng ta lại có thêm hai quả gió này. Đây là em đang nói về hệ thống làm mát trước nhé, hai quả gió rất là lớn đó, chưa, hai quả gió rất là lớn. Và đây để hai kênh đều có đường in và đường out đó. Chúng ta có thể thấy là với con cục đẩy này thì chúng ta có thể nói là rất là dễ khi sử dụng đó. Đây đường in này đó, và đường ao này và đường in đây, chúng ta dễ sử dụng nhé. Và nguồn của nó là rất là dây nguồn rời này đó. Thì đây là tổng quan về chiếc đẩy nguồn xung. Con này thì được cái là cái dương các dòng nguồn xung thì được cái rất là nhẹ đó, rất là nhẹ, một tay các bác có thể là xách rất là dễ dàng. Con này nó chỉ trọng lượng vài kg thôi. Và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết về nội thất này. Chúng ta sẽ cùng soi nội thất nhé. Thì nội thất thì các bác có thể thấy là đây, mạch tất cả đều là mạch dán hết này. Sò thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây con này là có 6 sò lớn chia là 3 bộ phận. Và bên này sò thì chúng ta bên này ngăn, bên ngăn ngoài bên này thì em sẽ chia theo ngăn nhé. Ngăn ngoài này chúng ta có 2 tụ, ngăn ngoài này có 2 tụ. Đó. Tụ này để em xem là nó là bao nhiêu mi, quay cho các bác nhìn nó dễ hơn. Đó. Tụ này của chúng ta là 1800 mi và 200V trên một tụ nhé. 1800 mi và 200V trên một tụ. Đây là mạch phía trước. Các bác nhìn là mạch. Tất cả các cái đẩy nguồn xung thì đa số họ sẽ nào là mạch dán hết, mạch dán. Và thanh tản nhiệt đây họ chia làm hai bên này, các bạn nhìn này, hai thanh đó, chia làm hai thanh. Thanh thứ nhất bên này nhỏ hơn, mỏng hơn, đây là thanh thứ hai dài hơn. Đây chính là thanh tản nhiệt, một bộ phận rất là quan trọng được thiết kế trong những cục đẩy công suất. Còn đây là ngăn phía trong đó. Ngăn trong này thì chúng ta sẽ có 4 tụ đó, 4 tụ. Tụ này của nó là 4700 mi và 100V trên một tụ nhé. Công suất lên tới 600W trên một kênh thì các bác có thể sử dụng những cặp loa 30 đó, cặp loa 30 để căng led luôn đấy. Nhìn mạch của nó rất là xịn sò luôn. Còn này bên em bán giá rất là yêu cho các bác nhé, mà giá rất là yêu luôn. À, anh em mà các bác quan tâm đến giá thì cứ để lại bình luận bên dưới, hoặc để lại số điện thoại, hoặc là gọi trực tiếp về số điện thoại trên màn hình thì chúng em sẽ tư vấn. Được chưa? Đó, và con này nó cũng có những cái chế độ đánh như là Sitte này, Bảo Rai này. Đầy đủ chế độ đánh cho các bác. Đó, và bây giờ thì em sẽ test trực tiếp con đẩy công suất này. Rồi một cặp loa JBL. Cặp loa JBL để chúng ta có thể là nghe xem cái chất âm của nguồn xung tiếng nó có hay không. Vâng, thưa các bác, thì đây đã bật trước để công suất này lên. Hiện tại thì chúng ta có thể thấy là nó hiển thị này. Đó, nhiệt độ là 23 độ C. Và đang đánh như chế độ Sitte. Và đây nó có hai kênh channel B và kênh channel A nó đang hiển thị cho các bác.
và chúng ta đang mở ở đây, ví dụ như em lên thì nó sẽ lên phần trăm. Còn hiện tại thì kênh A em đang để 54 thì chúng ta kênh B để cho nó cân bằng nhau là 54 các bác nhé. Đó, màn hình hiển thị rất là thông minh cho chúng ta có thể là dễ dàng có thể kiểm soát được chiếc đẩy công suất này. Và bây giờ thì em cũng cắm trực tiếp từ chiếc điện thoại này đó tới con đẩy công suất và không qua bất kỳ một thiết bị gì, và chúng ta sẽ cùng nhau test qua chất âm của con đẩy này nhé. Xin mời các bạn. Tiếng bass khá là sâu các bác nhé, tiếng bass khá là sâu. Thưa các bác, thì em đã test qua cho các bác đoạn nhạc sàn tiếng quánh rất là căng với 600W một cây, các bác có thể quánh những cặp 30 thoải mái, bét tiền này nhè luôn các bác nhé. Và em thích thêm một điểm nữa là các bác có thể thấy là còn gió đang hoạt động thì kêu rất là êm, đúng không? Em ghi âm trực tiếp từ điện thoại mà hầu như là chúng ta không nghe thấy một tiếng kêu gì từ quạt gió nó phát ra đó, con đẩy chạy rất là êm các bác nhé. Và các bác quan tâm đến sản phẩm đẩy công suất Norisi này thì các bác vui lòng để lại bên dưới hoặc là để lại số điện thoại, nhân viên em sẽ tư vấn cho các bác, hoặc là các bác gọi trực tiếp tới số 0978503822, bên em sẽ hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.